để thi cử. Do đó thì hôm nay là coi như cái phần mà thầy sẽ trao đổi với em là có thể là thầy với thầy Ngọc sẽ thảo luận và cùng trao đổi với các em trong cái thời gian tới, trong tuần tới. Do đó hôm nay là coi như thầy Ngọc cũng tiếp tục là chia sẻ và đồng hành với em. Cái quan điểm của thầy là thầy trò chúng ta dạy là thầy trò chúng ta cùng nhau và nắm bắt những vấn đề, chia sẻ và nắm bắt những vấn đề. Nhưng cốt lõi là vẫn ở các em tự học là chính, và các thầy đứng ngoài sẽ là hướng dẫn. Tự học ở đây thông qua các vấn đề như sau: thứ nhất là tìm hiểu tài liệu, thứ hai là việc nhóm, thứ ba là trình bày vấn đề, được không ạ? Nhóm rõ không ạ? Lớp mình rõ không ạ? Những có vấn đề gì khúc mắc, những vấn đề chưa rõ là trong tuần tới thầy với thầy Ngọc và cùng với chia sẻ với các em, được không ạ? Nhóm lớp mình rõ không ạ? Dạ rõ. Ai là coi như lớp trưởng? Dạ bạn Khánh ạ. Bạn Khánh có lên lớp không? Chắc bạn Khánh không có nha. Bà Dương em có rõ không Dương? Dạ rõ. Do đó dạ chắc mấy em đang vào phòng trễ thầy Tiến ơi, tại vì mới có 36 em à. Hả? Có 6 mấy thì mấy em nó đang vào buồng xíu á. Là vì lớp này nó, bây giờ mới có 36 người à. Không. À, thầy Ngọc ơi. Dạ. Không quan trọng. Đây là các cái điểm thành phần. Đây là các điểm thành phần cùng với các em. Nha. Đây là các điểm thành phần mà chúng ta cũng quan điểm là học mở. Các em nào cảm thấy thích thú thì các em vào học. Tuy nhiên những cái điểm quan điểm những em nào mà chưa trình bày hoặc không có ý kiến là chúng ta cũng ghi lại để trao đổi, để đánh giá cái mức độ tham gia tích cực của các em trong quá trình học. Thầy Ngọc nhé. Đây là các điểm thành phần. Học là chúng ta phải có tham gia tích cực, phải tích cực thì nó là thể hiện được điểm thành phần. Thầy Ngọc nhé. Dạ rồi. Rồi, dạ là phần giao lại cho thầy nha. Dạ, cảm ơn thầy Tiến ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy. Chào các em ạ. À. Nhóm chuẩn bị báo cáo rồi nào. Nhóm 8 rồi đấy à, bạn nào nhóm 8 rồi đấy, bạn nào có cơ báo cáo nhỉ? Hôm sáng nay bạn nào báo cáo nhỉ? Giơ tay lên cho thầy ấy nào. Dạ thầy ơi, máy tính của bọn em có một chút trục trặc á thầy. Thầy cho em thuyết trình sau được không ạ? Thuyết trình sau hả? Dạ. Ờ, rồi, được. À, cái nhóm, còn nhóm nào nữa nhỉ? Thì có nhóm nào xung phong trước không? Ngọc Duyên ơi. Dạ em đây ạ thầy. Ừ em cái danh sách cái này là cái nhóm chúng ta là dạ cái danh sách giữ. Dạ cái môn này là hồi trước do bạn lớp trưởng cũ làm á thầy, xong rồi nghỉ học rồi nên em cũng không có nắm danh sách nữa. Cô bạn đó nghỉ học hả? Dạ bạn nghỉ học rồi ạ. Ờ. Để em nhưng mà để em kiếm lại thử, em hỏi bạn thử. Có luôn. Để thầy kiếm. Thầy kiếm là chiếc tạp đi chứ. Thầy ơi em mới chuyển tiếp cho thầy cái cảm ơn cái
cái nhóm chín, cái nhóm chín, cái bà là nhóm chín Đỗ Thị Trang, là những kiểu Đỗ Thị Trang ở đây nha. Bà Hoàng Minh Thắng là nghỉ học luôn rồi chứ? Dạ đúng rồi ạ thầy. Cái nhóm Trần Thị Mai Phương là nhóm 7, báo cáo không Dạ thưa thầy, nhóm 7 báo cáo rồi ạ. em nhỉ? 7 báo cáo, còn nhóm 8 là cái nhóm của bà Lê Thị Bạch Mai. Nhóm 8 báo cáo rồi thầy, về đa dạng loài ạ, Là hôm bữa xong hết rồi đúng không? Còn nhóm thầy. 9. Nhóm 9 là nhóm Uyên Nhi, là nhóm đa dạng di truyền đúng không? Nhóm 10. Còn nhóm 10, nhóm em Lê Thị Thùy Duyên thì Nhóm mình cũng thích dần rồi thầy. Hôm dạng sinh thái đúng không? Dạ. Rồi, okay, bây giờ còn một cái nhóm 9. Còn một cái nhóm 9 thì thuyết tinh tinh sau ở Uyên Nhi. Thuyết tinh sau. Rồi, thế để thầy dạ nhắc các em cái thì thầy trình cho các em, thầy sẽ trình bày cho các em về cái vấn đề của các cái suy giảm đa dạng sinh học ha. Thầy xíu. Các em nhìn thấy cái màn hình của thầy rõ không ạ? Dương ơi, Dương ơi. Dạ có, tôi em thấy thấy bài trình chiếu rồi ạ thầy. Rồi, cảm ơn. Thì trong cái đúng ra là để cái còn một cái phần đa dạng di truyền của nhóm của bà Uyển Nhi thì này, xong luôn cái phần nội dung seminar của em. Còn cái vấn đề này thì thầy sẽ trình bày thì cũng theo phương diện như vậy. Thầy trình bày xong thì các em với các em cũng chúng ta cũng sẽ thảo luận tiếp cho cái nội dung ở đây là giống như một cái báo cáo seminar. Tất nhiên thầy cái vấn đề chúng ta là cái thầy sẽ thuyết trình những các em về cái vấn đề suy thoái đa dạng sinh học, thoái đa dạng sinh học. Cái các em biết rằng là cái sự phân bố đa dạng sinh học, sang cái mục 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 là sự phân bố đa dạng sinh học thì nó có những cái điểm như sau. Đó là về đa dạng sinh học thì phân bố không đều, cái này thì cái rõ rồi ha. Cái này thì hôm qua cái thông qua cái khái niệm về đa dạng loài để hôm trước thầy giới thiệu với em. Đấy, trong một cái diện tích nhất định đó, đấy, thì có cái nơi thì rất là nhiều đa dạng về loài, có nơi ít khẳng định không loài. Có một cái nữa là trong cái nghiên cứu về đa dạng hệ sinh thái đó, hệ sinh thái của cái nhóm nhóm 10 ấy,
Nhóm 10 trình bày thì chúng ta thấy là về cái đa dạng của cái các hệ sinh thái như là rừng nhiệt đới thì đa dạng gấp rất nhiều lần so với đồng cổ, đồng cỏ, so với savan, so với những cái nơi khác ha, so với tundra chẳng hạn. Cái sự phân bố thì tăng từ vùng cực đến xích đạo, nên từ vùng cực đến xích đạo, tăng từ hai vùng cực đến xích đạo theo cái nhiệt độ trái đất, rồi biến động theo cái độ cao. Đấy, biến động theo độ cao, chiều tác động của khí hậu, địa hình và các cái nhân tố lịch sự nữa, khí hậu, địa hình và các cái nhân tố lịch sự. Đấy, thì cái này thì các em có cần phân tích sâu thêm không? Các ai cũng hiểu ha, nó học nhiều với sáng sinh thái rồi, nếu độ cao. Đấy, khí hậu thuận lợi thì sự đa dạng sinh học cao. Đấy, địa hình bằng phẳng thường đa dạng sinh học cao, còn địa hình dốc núi vân vân thì động vật nó rất khó leo trèo, nó thì nó là sốc hơn. Địa hình nhân tố lịch sử cũng chịu ảnh hưởng, đó, nạn phá rừng, cháy rừng, chiến tranh vân vân thì nó sẽ biến động rất là nhiều đến cái đa dạng phân bố, cái sự đa dạng sinh học chúng ta. Một số vùng có cái đa dạng cao thì hôm qua là cái giọng trình bày rồi, nên nhắc lại là thôi, rừng mỹ nhiệt đới, ràn san hô, khu đầm lầy vùng nhiệt đới và những nơi sâu nhất của biển, những cái biển như vậy thì thường là cái đa dạng cao. Người ta tính rằng ví dụ rừng nhiệt đới thì chiếm 74 diện tích, nhưng mà nó cung cấp gỗ đến 15%, 25% các cái loại cái thuốc chữa bệnh. Thống kê đã tạo đời sống cho hơn 160 triệu người, nhiều loài cây vật nuôi có nguồn gốc từ các cái loài rừng nhiệt đới. Nhưng mà khi ta sẽ đến cái sự đa dạng, cái sự phong phú, cái sự vai trò rất là quý và cái tiềm năng rất lớn của rừng nhiệt đới, thì đối với ta đang nghiên cứu trong cái vấn đề suy giảm, đang ở trong cái phương diện ở đây ta nêu ra những cái vấn đề, cái giá trị của nó, nhưng mà ta đang ở trong cái phương diện là nghiên cứu về suy thoái đa dạng sinh học, cho nên chúng ta không quên là cái sự mất mát của nó theo thời gian như thế nào. Và ở đây người ta ước tính là khoảng 17 triệu hecta bị tàn phá mỗi năm ấy. Mỗi năm như vậy là mất hết 17 triệu hecta rừng nhiệt đới. Mà rừng nhiệt đới là các em biết là một trong những nơi là có vị đa dạng sinh học cao nhất, đây là nơi có đa dạng sinh học cao nhất, tôi cũng khẳng định vậy. Và nếu mà chúng ta không quan tâm, là không nắm bắt, không hiểu đấy, không hiểu đấy, được để có các biện pháp và bảo vệ và dự phòng cho cái việc tàn phá như ngày hôm nay, thì người ta ước tính trong vòng khoảng 100 năm nữa, 100 năm, con số 100 năm đó là thời gian dài một đời người, nhưng mà đối với cái sự bảo vệ bảo tồn của cái trái đất, của thiên nhiên thì nó rất là ngắn thế này. Đấy, nó là một cái thời gian rất là ngắn, thì cái rừng nhiệt đới chúng ta sẽ bị tàn phá hoàn toàn. Thì đó là những cái vấn đề đưa ra để ta biết đấy, đấy ta biết. Hôm qua thì nó 10 đã trình bày cho các em vai trò quan trọng của rừng nhiệt đới, các đường hệ sinh thái, tài nguyên, cái đa dạng sinh học ở rừng nhiệt đới rất quan trọng. Nhưng mà trước cái nguy cơ như vậy thì ta sẽ đến cái phương diện của nó là suy thoái đa dạng sinh học, suy thoái đa dạng sinh học. Một cái số ví dụ về cái vai trò của cái rừng mưa nhiệt đới này ha, nhưng lại hơi đa dạng sinh học thì nó chiếm đến hơn 1/2 số loài trên thế giới được.
rồi có côn trùng ở đó lớn hơn 10 triệu loài đấy, là chiếm 90% số loài côn trùng của trái đất. Thực vật đấy, thì đến 170.000 loài, trên thế giới là 250, để có so sánh vai trò quan trọng của rừng nhiệt đới. Thực vật có hoa chiếm 40%, chiếm 30%, là một cái thế giới như vậy. Người ta có một số ví dụ cụ thể mà rất là thú vị, rất là thú vị khi nói đến cái đa dạng sinh học. Đó là quanh một cái cây họ đầu, cái họ đầu và ba c trong khu bảo tồn Tambupata của Peru có 43 loài kiến, 43 loài kiến xung quanh cái họ đầu, đến 43 loài. Như em thấy đó là chứng tỏ cái vai trò của đa dạng nhiệt đới rất là cao. Dạ thầy ơi, Đấy. hình như thầy không trả sổ lại thì phải. Ủa thầy chạy bình thường mà Dạ em không chạy, không thấy à, đang tôi thấy được cái slide gì? em. Dạ nãy giờ toàn sổ lại đầu tiên thôi thầy. Ồ rồi ok, đã trình chiếu lên thì máy thầy nó đi được. Nếu mà như thế này có thấy không? Nó cứ nằm slide đầu tiên hả? Dạ. Từ từ nghe để thầy thoát ra thầy thầy. Tại vì thầy hiểu rồi cái này. Cái này là này thầy tiếng chủ phòng cho nên thầy nó cũng trục trặc là đúng. Được chưa hả? Rồi qua slide thứ hai đúng không? Thì thầy mở hai cái đây với xem song song nha. Sao nó được thui thế? Được rồi phải không? Dạ được rồi ạ. Rồi cảm ơn. Rồi slide thì sau bây giờ đến cái bây giờ ta đến trong một cái được chứ, thấy thấy rồi đúng không? Thấy rồi đúng không? Thầy chuyển thử nhé, cả em nhìn thấy được đúng không? Dạ thầy rồi thầy. À rồi, này, nó đi sang đi. Cái rừng mía nhiệt đới thì thôi, slide đến sau đi, nhắc lại hôm qua các bạn phải thôi, thầy nên treo cho em một cái số slide vậy thì cần chú ý khi nãy thầy nói đó là cho em nắm bắt về cái vấn đề và phân bố về đa dạng sinh học cái nội dung mục để trước khi ta ta nghĩ đến cái chuyện để, suy thoái đa dạng sinh học đấy, phân bố đa dạng sinh học thì cần những cái tiêu chí đó là cái sự phân bố nó không đều và nó tăng từ vùng xích đạo từ vùng cực vùng hai vùng cực đến vùng xích đạo biến động đa dạng sinh học theo độ cao. Đa dạng sinh học thì chịu tác động của các yếu tố tố khí hậu địa hình các nhân tố lịch sử nên xem về cái phân bố đa dạng sinh học thì ta cũng cần quan tâm cái này thì hôm qua thì cái nhóm cũng đã trình bày rồi thấy là đó là những cái nơi những cái vùng mà có cái sự đa dạng sinh học cao một đầu tiên đó là rừng mưa nhiệt đới các rạn san hô các cái khu đầm lầy những khu nhiệt đới và những nơi sông nhất của biển. Đấy.
nếu sâu biểu hội biển, người ta biết có đa dạng sinh học cao nhưng mà người ta chưa nghiên cứu nhiều các đối tượng ở đây. À, đối với cái rừng mưa nhiệt đới thì trong cái phương diện này thì thôi, đấy, hôm qua cái nhóm trên bay rồi, nó có vai trò quan trọng, cụ thể là cung cấp gỗ, nó ấy tạo công ăn việc làm cho con người là rất quan trọng. À, tất nhiên là hiện tại thì mỗi năm như vậy nó bị tàn phá khoảng 17 triệu hecta, cho nên ta mới có cái đa dạng sinh học. Cho nên ta cần phải nghiên cứu về sự suy thoái của nó. À, về cái vùng đa dạng sinh học thứ hai, đây là những cái rặng san hô. Rặng san hô thì ta biết cũng rất quan trọng của cái đa dạng sinh học. Đó là phân bố chủ yếu ở cái vùng biển cảng đông, nhiệt đới và cần nhiệt đới. Đối với rặng san hô thì rất là đa dạng về các cái động vật xương sống và cá, thì hôm qua cái nhóm kia cũng có kể ra một vài cái nhóm cụ thể động vật xương sống và cá. Đặc biệt các cái rặng san hô thì rất dễ bị hủy hoại bởi các nguyên nhân ô nhiễm, rồi các cái vật dữ vân vân, các vật dữ nói chung, các hoạt động của con người, đó là một trong những cái chất ta sẽ phân tích cái nguyên nhân gây ô nhiễm của nó. Và thực tế chúng ta đang đứng trước nguy cơ cũng bị mất đi những cái rạn san hô, có thể là nhiều hơn, có thể là ngang ngang với cái sự mất đi của rừng mưa nhiệt đới. Là các em cần hình dung như vậy. Và dạng san hô thì cái đa dạng sinh học của nó, đây là một số ví dụ. Ví dụ như là tổng số loài sống trong cùng một cái rặng san hô thì có thể là hơn 1 triệu, các em, hơn 1 triệu loài nó sống trong một cái rặng san hô. Trong đó thì người ta tính là có khoảng 4.000 loài cá. Trong 1 triệu loài đó có 4.000 loài cá, mà loài cá là nói gì thì nói, chứ cá là cũng là nguồn đấy, thực phẩm quan trọng của đời sống con người chúng ta, của con người cũng nhìn là thế. Và trong đó có khoảng 800 loài san hô, một rặng san hô như vậy có đến 700-800 loài. Và ước tính ở nước ta thì khoảng 1/4 trong số đó, các loài cá đó là được đánh bắt ở các nước đang phát triển, cụ thể như ví dụ như là đang ta như vậy, là thường là vẫn có cơ hội để đánh biển ở các cái vùng sâu nhiều. À, cho nên xuất phát từ loài cá này là nó có nguồn gốc từ sống trong các cái rặng san hô. Ta ước tính là các rặng san hô có thể cung cấp khoảng là 15 tấn cá và các cái hải sản khác trên 1 km vuông. 1 km vuông thì cung cấp 15 tấn. Thì thấy cái vai trò của rặng san hô nó rất quan trọng ha, các em học rất quan trọng. À, nhưng mà các em nếu mà xem phim, nếu mà đọc báo, hay là có thể là lâu lâu ta vào ta quan tâm ta vào những cái vấn đề trên internet gì đó, thì ta thấy là cái khả năng mà bị những cái rặng san hô đang có nguy cơ bị phá hủy rất là nhiều, do những nguyên nhân đó là ô nhiễm, do khí hậu, biến đổi khí hậu nóng lên các em, do vấn đề biến đổi khí hậu, nhiệt độ nó nóng lên thôi, san hô nó chết, tự hủy. Và khi nó mà tự hủy một trong một hệ sinh thái thì xem như nó mất cân bằng sinh thái, lúc đó là nó không còn là điểm cho cá nó truy trú, không còn là nguồn trú ẩn của các cái giáp xác, các cái loài sinh vật khác nữa, thì xem như nó mất hết kèm theo đó. Đấy, nó chết đi 800 cái loài san hô đó, thì kèm theo trong đó là cái số lượng loài cá trong 4.000 loài cá đó thì nó giảm số lượng một cách đáng kể, nó cái môi trường sống. Thì chúng ta cần lưu ý, cho nên đây là những cái vấn đề quan trọng. Cái thứ ba là cái vùng đất ngập nước. Đấy,
Tại vì hôm trước là hôm trước cái nhóm 10 đấy báo cáo thầy có hỏi câu thăm xa đấy nghe, thì tại vì khi đó là tại vì nó là một cùng trong một những nơi là có cái sự đa dạng sinh học cao, và Việt Nam chúng ta có đến với chín chín cái khu Ramsar được thế giới công nhận được, chín cái khu Ramsar quan trọng. Nên đây là những cái vấn đề quan trọng đất nước nước vùng đất nước nước. Thì đây là một trong những UNEP giàu về đa dạng sinh học, rất là giàu về đa dạng sinh học, đa dạng sinh học. Hôm trước kể ra hôm trước thầy nói là đặc biệt là cái nhóm chim nước, vùng cửa sông, nó vùng đất nước này, vùng đất nước ở chung thì nó có vùng cửa sông. Vùng cửa sông thì nó là nơi các loại giáp sát thân mềm, đó là cua ốc vân vân, thì thường thường bắt ở cửa sông nó nhiều lắm, mà cua tôm đấy, các loại cua tôm cá đấy, rồi các loại thân mềm các vân rất là nhiều. Thì các em hình dung được là cửa sông là một trong những vùng mà nó mang đến cái an sinh cái kinh tế, mang đến việc an sinh cho nhiều người dân ở Việt Nam đấy. Trước đây và cũng như là hiện tại, có thể là tương lai, hiện tại cũng thế. Và đặc biệt cái vùng này thì nó thường là có khả năng tiếp giáp với vùng đất ngập nước lớn ở ven bờ. Ven bờ lớn như vậy thì nó tạo ra một cái không gian mà vùng đất ngập nước rất là lớn và nhiều cái tài nguyên nhiều đa dạng sinh học ở đó, rất là nhiều nhiều chủng loài có giá trị. Thì đó là cần lưu ý một cái số điểm như vậy để trước khi đi vào những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học đấy, thì các em gần năm như vậy ha, một vài cái đặc điểm về về đa dạng sinh học mà những cái vấn đề cần của bộ đó là rừng mưa nhiệt đới, rặng san hô và vùng đất ngập nước, ba cái nơi có cái đa dạng sinh học cao. Và thực tế thì nó cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng, suy thoái nghiêm trọng cái điểm. Cái thứ hai thầy chia sẻ cho các em một xíu thông tin cái này thì gọi là chia sẻ ngoài lề để biết thêm, đó là những cái điểm nóng về đa dạng sinh học trên thế nhóm. Điểm nóng là gì? Điểm nóng là những cái điểm, những cái vùng đấy, những cái vùng có đa dạng sinh học cao, có nhiều loài đặc hữu, nhưng mà nó đang bị đe dọa do hoạt động của con người hoặc là một số nguyên nhân nào đó. Nhưng mà thì nguyên nhân con người là chủ yếu đây. Những cái điểm nóng của vùng đa dạng sinh học, đây là có nhiều vùng đặc hữu, hoạt động con người, có nhiều loài đặc hữu, và cái khả năng cái điểm 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 nóng này thì nó hiện tại thì người ta xác định là mất đi khoảng hơn 70% môi trường sống nguyên thủy thôi. Trước đây là cũng còn đó, bây giờ nó khác biệt đến 70%, nó còn giữ lại 30% thôi. Đấy đó, các em cần hình dung như vậy. Và những cái điểm này thì thường nằm trên đảo, các vùng biệt lập trên các lục địa, nằm trên đảo, nằm biệt lập trên lục địa thì tính về nó có sinh học cao, nhưng mà nó là bị tàn phá những nhân. Có rất là nhiều điểm nóng cần chú ý, cụ thể ở đây có một cái số điểm nóng đa dạng sinh học là 25 điểm, và người ta ước tính là nó chỉ chiếm 1,4% cho 1,5% đây. Đấy, diện tích của hành tinh, nhưng mà nó chứa đến 40 gần 50% tất cả các cái loài thực vật. Em thấy không? Em thấy cái điểm quá trời quan trọng không? Đấy. Diện tích thì chứa tới 1,4%, chứa tới 1,5% mà chứa đến gần 44% loài thực vật, nghĩa là cái lượng đấy, loài thực vật. Thì các em thấy là tại vì đặc hiệu cao là vậy, nó có nhiều loài như vậy, rất là đa dạng, đến gần 50%, 35%
các cái loài động vật có xương sống trên cảm thì đó là, rồi cho nên là những cái điểm này mà chúng ta không bảo vệ được thì rất là lãng phí. Đấy một số điểm nóng cụ thể ha, cụ thể ở Madagascar, Madagascar đây là những hòn đảo Madagascar and Indian Island Ocean ở cái vùng biển này, Island. Nó là gì? Cái thực vật đặc hữu nó đến 9.704 loài. Đặc hữu với các em, các em nhớ những cái từ đặc hữu hơn. Thực vật đặc hữu là 9.704 loài. Không phải thực vật nói chung là nó có rất là nhiều loài nữa. Đấy, nhưng mà người ta chỗ cực kỳ đặc hữu là chỉ có cái vùng nó có. Đặc hữu cho vùng đó. Thường thì đặc hữu thì chỉ ở cái vùng đó. Phân bố hẹp. Trưng riêng cho cái vùng đó. Ở động vật có xương sống đặc hữu đến 771 loài. Các em nhìn thấy là những cái con số này đưa ra để các em nhìn thấy là những cái điểm này là có đa dạng sinh học cực kỳ cao, cực kỳ quan trọng. Tại vì đặc hữu là nó chỉ có những loài đó, nó chỉ có cái vùng này có thôi. Đấy, thường là vậy, vùng nào đó có. Cho nên khi mà nó bị tiêu đi những cái này thì nó mất luôn, cái loài đó nó tuyệt chủng luôn. Đấy, tại vì nó không còn sống ở đâu nữa. Để các em hình dung. Vật đặc hữu trên 100 km vuông thì 16,4 là cái tỷ lệ sống. Còn động vật thì 1,3. Đấy. Cần còn các cái hệ thực vật còn lại là 9,9, còn 1%. Đó là những cái vấn đề. Cái một cái điểm nóng thứ hai cũng rất quan trọng, đó là rừng mưa nhiệt đới ở Asianata, Asianana. Thì đây là cái khu vực cũng có rất nhiều cái loài thực vật đặc hữu. Đến thực vật đặc hữu 12.000 loài, 123 loài động vật, trong đó đặc biệt 72 loài có ví trong sách đỏ, các loài linh trưởng bò sát rùa răng lượng cư vân cần rất là đặc trưng riêng từng vùng. Nhưng mà nguyên nhân của nó là do tình hình lấn đất làm nông, khai thác gỗ, săn bắt, khai thác đá quý và nó còn tàn phá tương tự như vậy, chỉ còn lại khoảng 10% so với ban đầu em hình dung rồi, tàn phá đi 90% rồi. Em thấy không? Một khu rừng mà tàn phá đi 90% còn lại 10% thì đa dạng sinh học nó còn gì nữa đấy. Mà khổ nổi là cái vùng này, là rừng này là có cái sự đa dạng sinh học rất cao, có rất nhiều loài đặc hữu. Cho nên chính vì vậy mà cả em thấy kèm theo đó là bây giờ người ta đã bắt đầu thành lập một đống để bảo vệ cho cái việc này. Đó, vườn quốc gia Moiroi, vườn quốc gia Masuara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 khu, 6 vườn quốc gia và một khu bảo tồn thiên nhiên. Có một cái rừng nhiệt đới này nè, diện tích nó còn lại 10% này nè so với ban đầu này. Đấy, mà có đến 6 cái vườn quốc gia và một khu bảo tồn thiên nhiên để làm gì thôi em? Đó, để bây giờ đây để là phải trước tiên lập lên các quốc gia, mục đích là bảo tồn, để bảo tồn là những cái loài đặc hữu, những loài thực vật đặc hữu, những cái động vật có hữu, đặc biệt là những cái loài vào trong sách đỏ, bảo vệ 72 loài đó, gồm linh trưởng, bò sát, rùa, rắn, lượng cư gì đó. Đấy, ta hình dung, đó là một cái điểm nóng rất quan trọng. Ở một số cái điểm nóng khác thì cả em tự xem thầy
giới thiệu nhanh nhanh xíu hơn. Chúng ta bị giữ ở đây là Philippines có 5.832 loài thực vật đặc hữu, 518 loài động vật đặc hữu. Quần đảo Sunderland nữa, quần đảo Sunderland thì 15.000 loài thực vật, 701 loài động vật, loài động vật. Ở cái quần đảo Atlantic, Forest Atlantic thì 8.000 loài thực vật, 654 loài động vật đặc hữu. Số điểm như vậy, nhân nó có 25 điểm được cho nên thầy giới thiệu cho em qua nhanh thôi. Đấy, ở Caribbean thì có 7.000. Thầy nói thực vật trước hơn, động vật sau hơn. 7.000 loài thực vật, 7.779. Indo Burma 700 thực vật và 528 động vật. Hiểu cái điểm này để các em ghi chép lại ha, ghi chép những thông tin lại về để ta đến ta nghiên cứu, đến ta nghiên cứu xem cái này có gì hay không. Western Ghats and Sri Lanka thì nó có 2.180 loài thực vật đặc hữu và 355 loài động vật đặc hữu. Những cái điểm như vậy, 35 điểm. Một ví dụ, một vài ví dụ cái điểm như vậy để các em thấy là cái số lượng loài đặc hữu nó khủng khiếp, và đúng người ta xếp vào cái điểm nóng, đa dạng sinh học là đúng, cái điểm nóng nó là cần phải bảo vệ. Tại vì nó phá hủy đi hết 90% rồi còn lại 10%, chẳng hạn như khu rừng rất là nguy hiểm. Ta đi sang cái phần thứ ba là những nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học. Thì trong phần này thầy giới thiệu cái nguyên lý chung và sau thì các em sẽ thời gian của nó sẽ thảo luận cụ thể ha, một số nguyên nhân cụ thể, nghĩa là các em sẽ cho ví dụ cụ thể thực tế vào ứng dụng. Bây giờ nguyên nhân đầu tiên là do con người đã xáo trộn môi trường, xáo trộn tự nhiên, làm cho mất cân bằng tự nhiên. Đấy thì con người sẽ làm gì cho việc xáo trộn này thì các em phải thảo luận cho thêm cái ví dụ cụ thể để ta hiểu thêm. Phá hủy nơi cư trú của sinh vật. Đấy, các cái nhóm trưởng thư ký nhỏ chưa có ghi chú lại ha, để tí ta thảo luận. Đó, nguyên nhân thứ hai đó là phá hủy nơi cư trú của sinh vật. Đấy, cư trú của sinh vật để tí ta thảo luận. Và trước thầy nói rồi, bây giờ ta chuyển sang thảo luận theo bằng cách chia sẻ thông tin chứ không phải thảo luận đặt câu hỏi hay cái này nữa, hay là vân vân, hay là ví dụ tụi em không biết chia sẻ thông tin ở đó, nào biết chia sẻ phá hủy nơi cư trú của sinh vật. Thì cái ví dụ cụ thể, ví dụ như ở chúng em nhá, ở các cái địa phương các bạn có một cái chỗ nào đó là bị phá hủy thì cũng có thể chia sẻ được, hoặc anh đồng thông tin biết cái nơi nào bị phá hủy chẳng hạn, nơi cư trú. Đó là nguyên nhân thứ hai của cái nguyên nhân con người, thì có một số vài nguyên nhân nhỏ là xáo trộn môi trường, xáo trộn cân bằng tự nhiên, phá hủy nơi cư trú, chia cắt môi trường gây sự suy thoái môi trường và khai thác quá mức về đa dạng sinh học. Người ta nhận lại khai thác quá mức đấy, từ việc lấy gỗ đến săn bắn động vật dã man, nói chung là rừng mưa giật đỡ thì gỗ, dưới nước thì cá, ở trên không thì chim, đúng không? Vâng, thì đó là khai thác quá mức. Đó là một trong những cái nguyên nhân, thì đó là nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học, thì nó cũng mới ví dụ vậy thôi.
người ta cho đây một cái ví dụ này nó cũng rất là thân thường với dễ thương em. Nơi cư trú bị phá hủy thì do người chúng ta, do một cái số nguyên nhân, sao đó là tăng dân số, dân số biết là hơn 7 tỷ người, do quá trình công nghiệp hóa. Đấy, công nghiệp hóa thì nó phá hủy nơi cư trú của sinh vật đó. Công nghiệp hóa kèm đó ta phải xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp, quá trình thương mại hóa và toàn cầu. Chuyện quá trong cái việc từ sao Phương ơi, Dạ con lỡ tay nó lướt nhầm đó thầy. à thế à, không sao, thầy tưởng nói cái kiếm cần về đó. Ở Việt Nam chúng ta đấy, thì quá trình công nghiệp hóa từ việc cho đồng ruộng bị thu hẹp, đồi núi cũng công nghiệp hóa, rừng cũng bị phá, rồi quá trình người ta giải tỏa, người ta đền bù, người ta làm cái này cái kia đền bù, người ta giải tỏa nơi sản xuất mất đi, rồi các cái tệ nạn khác như là lấn đất rừng, chiếm đất rừng, phá hủy gì, phá hủy rừng là nông nghiệp cũng rất, và rừng đưa đưa việc đối bị phá hủy đó là cái điểm như vậy là nguyên nhân gây suy thoái. Nguyên nhân thứ nhất nơi cư trú bị phá hủy là cho một số hình trạng như vậy. Ở quá trình hoang mạc hóa đấy, diễn ra là ngay mất đi hết đất đai, hoang mạc hóa một trong những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu ở Nam Phi, ở Tây Nam Bắc, ở Nam California, nên cái quá trình như hồi khóa hoang mạc hóa cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học. Tác động ở các cái vùng biên, ở vùng biên thì cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học, đó là sự xâm nhập của các loài thực vật tiên phong, các loài cỏ dại, các loài dây leo, các loài ngoại lai. Về thực vật ngoại lai ví dụ như là cái gì đó ha, thì chỉ một nhóm sao cái gái này thì nó phân tích nhiều ha, chúng ta xem cái thực vật ngoại lai ở đây những cái nhóm nào, rồi mỗi nhóm chia sẻ các loại cỏ dại, các loại dây leo, xâm nhập của sâu bệnh bên các cái yếu tố sinh thái sẽ thay đổi bất lợi cho quần xạ sinh thái. Đấy, là khi đó ví dụ vùng ngoài biên mà nó bị phá hủy đi thì gió nó mạnh hơn, độ ẩm nó giảm, nhiệt độ vùng biển nó tăng thì sinh vật nó suy giảm số lượng. Ở nơi cư trú bị ô nhiễm, rồi ô nhiễm giờ thấy tí ta phân tích thêm ha, phân tích thêm cho các nhóm về suy giảm mấy nguyên nhân này. Đấy. Ô nhiễm thì trong cái giáo trình cơ sở khoa học môi trường tiếp tục trong những cái ô nhiễm như vậy, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm bất tất từ các từ kiểu đấy các em, như là đất ô nhiễm do thuốc trừ sâu, dịch bệnh tăng, ví dụ thực tế ở chúng ta cua đồng hầu như là không còn, cá tôm tép vân vân rất là giảm. Ô nhiễm nước thì dùng do các nguyên nhân nhiều khác nhau, cái này trong cơ sở khoa học môi trường nếu mà chưa biết thì chúng ta thảo luận cần phân tích thêm ha. Chất thải công nghiệp, chất thải làng nghề, chất thải sinh hoạt, thuốc trừ sâu trừ cỏ, kim loại nặng, chất tẩy rửa vân vân. Trong những ô nhiễm như vậy thì là một trong những cái nguyên nhân gây cho cái quá trình mà chúng ta ấy đấy. Về cái không khí thì ta thấy một số nguyên nhân gây ô nhiễm nhưng quan trọng, hậu quả gây ra mưa axit chẳng hạn ha. Thì ta thảo luận thêm cái mất cái nơi sống, mất cái nơi sống đây là một số hình ảnh em thấy không, rừng này trên đồi núi giờ là một con đường rất đẹp lên, xong bắt đầu người ta lên như thế này lẫn đất kia đấy, từ cái đất rừng bây giờ đốt cháy hết rồi,
xong đến chuyển qua phương đương trại từ một cái cánh rừng rất nhiều cây, bây giờ chuyển qua thành một cái hoàng vắng trồng một mấy cái cây gì đó mà nó có thể không lên, không lên. Ok, nguyên nhân tiếp theo đó là khai thác quá mức, khai thác quá mức. Và cái anh nhìn cái bảng thống kê thì dưới cần cần đọc nhiều cũng cần phải nói nhiều, nó nhìn vào những con số thực tế đã được nghiên cứu, đã được thống kê và nó phản ánh cho cái sự khai thác quá mức chúng ta. Và cái việc này, việc khai thác quá mức của con người thì nó đã để nhiều loài đến tuyệt chủng và đang có nguy cơ như vậy. Các em nhìn thấy cái bảng dưới cá voi xanh, ví dụ ở đây là cá voi xanh. Đấy. Cái số lượng đã bắt ra 228.000, trong lúc nó còn lại có 14.000 này, đánh bắt hết bao nhiêu lần nữa các em, như vậy có quá mức không, em thấy nó quá mức không các em, 228.000 bắt xuống như vậy quá mức bao nhiêu lần, tương tự như vậy chắc rơi rồi khác. Tương tự như vậy đối với các loài đấy, đến đây cái loài rất là quan trọng, nhưng cái loài rất là quý mà mới đánh do sự đánh bắt khai thác quá mức với số lượng nó không rất là, ví dụ cả voi phương bắc, phương bắc chẳng hạn, bây giờ đánh bắt nhiều quá người ta thống kê được bây giờ số lượng có ngàn, còn có ngàn cá thể thì nó dễ vào nguy cơ tuyệt chủng lắm các em, để chúng ta hình dung. Một cái ví dụ nữa như là nàng săn bắt rồi bảy chim bảy đồ, những cái việc đó thì các em thấy những cái vùng vân vân, những cái mùa chim nước, mùa chim di cư trước đây vòng ha, ví dụ thấy chim nào bay tới đó đậu ở vùng nước đó, chúng ta dùng các cái bẫy, các cái phương tiện lưới rồi vân vân đã bắt đấy. Cho nên có một cái ví dụ mới gần đây ha, ví dụ mô phỏng anh biết đọc tin đó đấy, có một cái vùng nào đó ở miền Tây người ta nuôi cá nuôi tôm gì đó nhưng mà khó khăn bởi nguyên nhân đơn giản là do nó có một loài chim nó về ăn cá đó, thì nó các con khi mình thả các con xuống hay những chúng chim nó ăn hết thì sẽ đâm lộn. Đấy. Cho nên là nhân dân mình thấy khó khăn quá. Đấy. Mới chia sẻ một vài thông tin lên để mà chia sẻ để xem có cái biện pháp gì mà hạn chế cái việc này không. Đấy. Rồi. Thông tin mới đưa lên một tuần, trong tuần sau có thông báo điều chỉnh mới. Đấy, là cái loài chim đó bây giờ nó bị tuyệt chủng rồi, không còn nữa, đó là nguyên nhân sao rồi. Đấy, nó bị bắt, bị bắt nhanh quá, nghĩa là đàn săn bắt khi đã bắt thì bắt hết. Chúng ta nhiều các cái vùng chim vân vân đó, chim ở trên một cái vùng đồng cỏ hay là vùng bãi cháu hay trong một vùng vân vân lưới. Đấy. Dân thì căng rất là nhiều lưới như vậy và con chim nào bay ngang đó thì dính vào lưới, đều bị dính vào và bắt và rồi để trên cái hình nó bị mô phỏng, ví dụ hai con chim non đấy là con quý này, cả em hình dung nếu mà em nào đã trải qua tuổi thơ nông thôn thì các em biết, đối với những con chim con ở trong tổ đó, thì nó cứ nghe tiếng đồng nó há mồm mà nó cứ nghĩ là bố mẹ nó vai về. Ở cả con chim mẹ về thì gặp mồi vào cho ăn, cho nên khi đi bắt chim vậy là khi cứ ta đi tuổi thơ mà em nào mà đi chăn trâu bắt chim rồi về đó tuổi sáu rồi vậy thì các biết rồi đấy, cứ đi nghe tiếng động thì cứ thể nghe chim đó nó kêu, cho nên nó rất dễ bị phát hiện, thì đó là một trong nguyên nhân mà chúng ta đã săn bắt rất là nhiều.
Một cái vấn nạn nữa là buôn bán các cái loài động vật hoang dã, gà vịt thì nói hơn, đưa vịt ra chợ bán thì đưa vịt thì để ở nhà thôi, vịt cứ đơn giản khi nào ai gạch lắm mới gọi alo bác tới. Rồi còn bây giờ vịt trời, bắt được vịt trời vân vân thì đưa ra chợ bán, và các cái điểm đặc điểm như vậy. Và cái này là khổ nỗi nó vẫn là đang một cái thực tế diễn ra, không phải riêng Việt Nam mà trên thế giới. Ngày nay rồi các em, bao nhiêu công ước luật đa dạng sinh học bảo vệ rồi, bao nhiêu loài vật sống, bao nhiêu sự khác nhau, nhưng mà thỉnh thoảng thì nếu mà cả em đi trên đường một cái vùng nào đó thì thấy người ta vẫn đang bán những cái loài, những cái loài động vật mà rất là quý, rất là hiếm, mà vẫn bán công khai ngoài đường, người ta bắt được xong mang ra đường bán, thì đó là một cái thực trạng. Nói chung cái nguyên nhân thứ năm đó là sự du nhập của các loài ngoài lai. Ngoài lai thì cái này là các em hình dung về cái sự đa dạng sinh học ngoài lai ở đây, nó có rất là nhiều cái vùng trên thế giới bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng bởi các cái loài du nhập. Quần đảo Hawaii thì có đến 4.600 loài du nhập. Loài ngoài lai là gì? Loài đó nó có bản thân, nó có một địa nào đó, nhưng mà do một cái nguyên nhân nào đó, do một cái nguyên nhân nào đó mà nó xâm nhiễm vào cái vùng đó thì nó sẽ diệt đi những cái loài khác. Đấy. Và một cái ví dụ ở Việt Nam chúng ta là ví dụ cây gì, các em biết cây mai dương các em. Cái mai dương, mai dương à. Cái mai dương lúc đầu là cái khả năng sinh trưởng nó rất là tốt, chúng ta lại nhập nó về, mang từ chúng ta mang nó về để trồng. Trồng làm gì? Trồng ở các cái vùng ven bờ và mong cho nó mọc tốt để nó giữ đất, giữ bờ, giữ đê. Đấy, đó là mục tiêu tốt chứ không có gì cả. Đấy. Cỏ vetiver cũng tương tự thôi, chúng ta có mà dương có cỏ vetiver, những cái loài mà nó sinh trưởng tốt với giữ đê, giữ vùng. Nhưng mà đến khi thì nó bắt đầu khi ngoài loài lai vô nó yếu thế, nó phát triển nhanh quá rồi lấn chiếm hết các cái vùng ven bờ, có một thời gian nó mới ở ven bờ sông rồi đi đâu thấy nó mập, bây giờ nó mập nó lấn hết đất, nó nơi mập đấy, và nó gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì phân tích sâu thì những cái ví dụ minh thể quả thể và nó minh họa nó cũng đang cụ thể. À, ví dụ các biết cái rừng cái khu Ramsar vườn quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp, thì một trong những nơi là chim xíu đầu đỏ, nhưng mà xíu đầu đỏ nó ăn một cái loài cỏ ở đó. Đấy. Nó có nhiều đến đó, nó môi của nó là một cái loài cỏ ở đó, một cỏ đó, loài hạt của cái cỏ ở đó. Bây giờ cây mai dương là xâm lấn chiếm hết loài cỏ đó, không còn nữa, mai dương xâm chiếm hết rồi, loài cỏ đó còn ít ra, thì nó kéo theo đó là sỉu đầu đỏ, nó cũng có thức ăn thì nó không tới đó. Đó là một trong những cái đặc điểm và nó ảnh hưởng một cái dây chuyền như vậy. Thì các sinh vật ngoài lai chúng ta biết rồi, kể ra ở Việt Nam chúng ta thì có ví dụ như hải ly nhập về, rồi mai dương, rồi hay như là ốc bươu vàng chẳng hạn, đầu về nuôi thấy nó nuôi để ấy, thấy nó lên nhanh quá mà, nó quá phát triển nhanh quá thì nuôi tốt thì sao đâu. Nhưng mà đến khi nhanh quá rồi nuôi nó phát triển nhanh quá rồi nó đi ra lung tung, rồi nó bây giờ nó còn ở nó đi ra đồng cỏ đồng lúa vân vân, ăn hết lúa, gặm hết, cạn đứt hết cây lúa, thì đó là mất ngoài ngoài lai là nghiêm trọng. Đây là sự du nhập của các ngoài ngoài lai, sinh vật ngoài lai. Và ta ước tính đây là một số ví dụ trên thế giới, ví dụ như hoa oai thì có đến 4.600 loài du nhập, và như vậy thì cái số loài du nhập này nó còn cao hơn số loài bản địa nữa. Thì bây giờ hầu như là dần dần đi mất đi cái các loài đặc trưng của đó. Nên là thêm một cái ví dụ nữa là ở Bắc Mỹ, Bắc Mỹ
thì có loại cỏ hoa đỏ. Đấy, cỏ hoa đỏ xâm lấn từ nguồn gốc, nó xâm lấn từ châu Âu, nó xâm lấn và làm nó lấn chiếm hết. Đấy. Ở Đông Nam Hoa Kỳ thì là kim ngân nhật là từ nước Nhật ấy, nó mọc dày đặc thì là cho cũng là xâm lấn như vậy. Đó là về một số ví dụ thực vật. Bây giờ nhiều cái loài côn trùng nữa mà được du nhập và có thể tấn công các loài bản địa, ví dụ côn trùng nó ở bây giờ nó qua nó côn trùng nó như vậy. Trong các loài bản địa đó. Đấy. Người ta tính một cái ví dụ ở Mỹ ấy, có một cái loại kiến, kiến ở đây kiến lửa, đúng không ạ? Khi nó du nhập vào thì nó lại làm giảm đi 40% cái số loài côn trùng. Sau đó thì các em thấy nhìn thấy là cái sự nguy hiểm của cái một trong những cái nguyên nhân mà gây suy giảm và suy thoái đa dạng sinh học, suy giảm đa dạng sinh học thì cũng là cái nguyên nhân cái sự du nhập các loài ngoại lai quan trọng. Thì các nhóm trưởng ghi lại một cái số này nha, một cái số nguyên nhân chính nha, là ba cái nguyên nhân chính nha, là nơi cư trú bị phá hủy nè. Đấy, có người thì nói rồi hả, nhưng mà nơi cư trú bị phá hủy này, tác động của vùng biên nè, nơi cư trú bị ô nhiễm nè, nơi cư trú bị khai thác quá mức này, và sự du nhập của các cái loài ngoài lai để đi ra. Cần có thông tin gì thì các em chia sẻ thêm. Đây một cái số ví dụ ở Việt Nam chúng ta, ở Việt Nam chúng ta thì có mấy cái loài ngoài lai như thế. Đấy. 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 Thì thế thì các nhóm chia sẻ thêm thêm và thông tin ha, các em hiểu biết của các nhóm phân luôn ha. Đấy. Đấy. Nhóm một, nhóm hai, nhóm ba, nhóm bốn gì đó thì các em một từ tự trong những cái đó ví dụ như cái con hải ly, lantala, camera, rồi ốc bươu vàng, rồi mai dương, cái mai dương, đây, ba cái đối tượng đó. Cái thứ sáu đó là sự lây lan của các dịch bệnh, sự lây lan của các dịch bệnh, thì chúng ta cũng đang đứng trước một cái thời điểm mà dịch bệnh nó quá phức tạp, nó diễn biến phức tạp, nó nghiêm trọng, nó phức tạp, cho nên chắc là ai cũng hiểu, ai cũng hiểu, ai cũng hiểu cái sự lây lan của dịch bệnh, và nó cũng là một cái nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Đối với động vật hoang dã, đối với động vật nuôi vân vân, động vật nuôi chúng ta thì nhiều cái loại bệnh như đấy cả giết bệnh lai xanh rồi gì đó, có những cái thịt lợn trong một thời gian 2-3 năm liền là không có thịt lợn để ăn đâu thôi, rồi để sạch nó tiêu hủy sạch đấy. Thì đây thì đó là một một trong những nguyên nhân như vậy. Thì nó đối với động vật hoang dã thì nó có dịch bệnh tương tự như vậy, nó còn suy giảm. Người ta lấy ví dụ quần thể cuối cùng của loài chuột đen. Quần thể cuối cùng đấy các em, cuối cùng đấy, đúng ra thì nó có thể là tồn tại đấy. Đấy, tồn tại, nhưng mà nó khổ nổi nó cái bệnh, từ virus, sốt ho vân vân, nhóm virus corona hết, từ chó gà nó truyền sang và nó diệt đi quần thể này 1597. Thì bây giờ cái loài chồn là Mustela nigra pet là đã tuyệt chủng, và nguyên nhân của nó là bị bệnh tật, bị bệnh. Đấy là quần thể chồn, ví dụ như vậy.
À, ta sẽ thêm một cái khía cạnh nữa đối với cái vấn đề đa dạng sinh học chúng ta, để nằm trong cái vấn đề suy giảm đa dạng, đó là sự tuyệt chủng của các loài, sự tuyệt chủng, để các em biết sự tuyệt tại vì đây là một nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học. Một loài hoặc là dưới loài hoặc là cái gì đó người taxon nào đó bị coi là tuyệt chủng khi có những bằng chứng chắc chắn rằng cá thể cuối cùng đã chết, nên là thì tuyệt chủng hơn. Em cần lưu ý khái niệm về tuyệt chủng, đó là một taxon, thì thường ở đây là loài thôi, thì chúng ta taxon là nhiều chi nhiều loài nó hơi khó hơn, thì thôi ta xét đến cái loài, mỗi loài hoặc dưới loài thứ nào đó coi là tuyệt chủng khi có những bằng chứng chắc chắn rằng cá thể cuối cùng đã chết vậy thôi. Thì cái khái niệm về tuyệt chủng thì các em hiểu như vậy, nhưng mà kèm theo đó thì các em thấy là hiện tại thì mức độ tuyệt chủng nó đang tăng lên một con số gấp 1.000 lần tỷ lệ tuyệt chủng cơ sở. Dẫu biết rằng có sinh có diệt ha, dẫu biết rằng có sinh có diệt, nhưng mà sao các em bây giờ ví dụ vì cơ sở là người ta quyết định, ví dụ trong 1 triệu loài thì chúng ta phải sản xuất của nó là ví dụ có thể nguy cơ dẫn đến một loài tuyệt chủng, nhưng bây giờ ta lên đến 1.000 lần, như gấp 1.000 lần mức độ tuyệt chủng, mà gấp 1.000 lần các bạn. Cụ thể hơn nữa, để ta thống kê một con số để các em hình dung. Nếu chưa biết, nếu chưa nghe thì không ai mà nghĩ nó là như thế, nhưng mà thực tế nó là như thế. Nếu không biết thì ta xem đây là một cái chuyện bình thường. Người ta nói tuyệt chủng thì các em chúng ta cũng nghĩ ở tuyệt chủng nó mấy con cọp con đồ gì đó, voi con tê giác cũng nghĩ vân vân, là đang rất nguy cơ. Các em nhìn thấy các em nghĩ là nó chỉ có mấy đối tượng đó thôi, nhưng mà thực tế mà khi ta xét về các cái nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học thì các em cũng có thể là dùng không nổ tính là cứ 1 giờ thì thế giới có 3 loài biến mất mỗi giờ. Và mỗi năm như vậy là 18 đến 55.000 loài. Một con số khủng khiếp. Và cái này là nó được do đưa ra thông điệp. Thông điệp. Cái đây cũng phải là con người chúng ta cứ nói thông điệp, mà thông điệp thì người ta nói phải có cơ sở. Đây thông điệp của ông Hamed Rouhani, thư ký điều hành ban thư ký công ước về đa dạng sinh học, nhân ngày quốc tế về đa dạng sinh học. Thì ông đưa ra thông điệp trên anh chị cần chú ý hiện tại mức độ tuyệt chủng là một số gấp 1.000 lần cơ sở, cứ mỗi ngày có 3 loài biến mất, mỗi giờ có 3 loài biến mất, mỗi ngày có đến 150 loài mất đi, mỗi như vậy mỗi năm là 18, mười khoảng 18 đến 55 loài bị tuyệt chủng, và nguyên nhân là do chúng ta, cho nên chúng ta cần phải bảo vệ đa dạng sinh học. Thông điệp của thư ký điều hành về công ước nhân ngày quốc tế đa dạng sinh học, đây đây là cho em hiểu được một cái sự tuyệt chủng các loài trong tự nhiên. Cái loài tuyệt chủng ha, ta thấy ha, một số loài tuyệt chủng, loài tuyệt chủng thì người ta ghi ta chữ ký hiệu là chữ là extinct ha, không còn một cá thể nào sống sót tại bất cứ nơi nào trên thế giới thì người ta xếp nó vào là loài tuyệt chủng. Loài tuyệt chủng có 2 loài, một loài chim sáo ha, Vetmimura, Bananani cũng đã bị tuyệt chủng. Một cái loài cơm chim rất đẹp là Apiodis maximus. Đây những loài tuyệt chủng mà trên thế giới mà người ta thấy là rất là uổng là về rất là lãng phí, đang làm phim đây, đó là sự tuyệt chủng. Ngoài ra
Ngoài ra một cái thuật ngữ các em cần quan tâm đó là tuyệt chủng trong môi trường thiên nhiên hoang dã, hoặc là tôi nói chắc là tuyệt chủng trong tự nhiên, trong môi trường thiên nhiên hoang dã, hoặc là mình nói chắc là tuyệt chủng trong tự nhiên vậy thôi, tuyệt chủng trong tự nhiên. Thì đây là loài bị mất đi ngoài tự nhiên nhưng mà nó vẫn tìm thấy được, còn sót lại một số cá thể gì đó, nhưng mà nó chỉ ở trong môi trường dinh dưỡng, trong môi trường trồng trọt, trong môi trường nuôi thôi. Đấy, ví dụ những loài thú mà bây giờ ngoài tự nhiên tìm có, ta chỉ có tìm thấy được các vườn bách thú thôi, đấy, các công viên thôi, thì đó là một xem như tuyệt chủng ngoài tự nhiên. À, đây ví dụ như con hươu sao ở đây chúng ta, con Cebus Nippon, Cebus Nippon, con hươu sao này. Đấy, còn hươu sao này thì nó là đã tuyệt chủng trong từ ngoài tự nhiên. À, một cái thuật ngữ liên quan nữa, tuyệt chủng cục bộ. Cục bộ thì ở đây là những cái loài mà nó không còn sống sót ở những nơi chúng đã từng sinh sống, nhưng mà bây giờ nó phải chuyển đi, chuyển tìm đi những cái nơi khác, những nơi khác, những nơi khác. Người ta ví dụ đây là một cái loại côn trùng, côn trùng đấy, vâng, nó sống dưới đất nhưng bây giờ nó tìm sống lên cây chẳng hạn, hoặc là ở cái vùng nhiệt đới, bây giờ mà nó đó là động vật thích vùng nóng, nóng thì nó phải ở vùng nhiệt đới, nhưng mà bây giờ nó sang vùng cao, là bây giờ khí hậu nó tăng quá thì nó sẽ nó không có sống nổi, mặc dù nó thích ở vùng nóng nhưng mà bây giờ nó phải sống ở châu Âu, tại vì nó tại vì nó bị còn cái môi trường nó bị biến động, nó không phù hợp, thì xem như cái cục bộ thì rất khó đánh giá. Cái này thì rất khó đánh giá, cho nên trong cái đa dạng sinh học thì đây là người anh điện đã đề xuất thôi, cái này thì rất khó đánh giá, đặc biệt là động vật chẳng hạn thì biết từ đâu. Cái này thì may ra người ta chú ý đánh giá một số loài côn trùng rồi thôi, nó sống ở cây này nó chuyển qua cây kia, đang sống ở giỏm hoa này nó đang kia hơn, nó sống ví dụ ong chẳng hạn, ong này đang ăn mật hoa, bây giờ nó ong ăn, ăn mật hoa bây giờ đến một cái mức nào đó mà tại vì lâu ngày nó không có hoa để ăn thì nó đi ăn những cái thứ khác chẳng hạn. Mới được thôi chứ còn cái này thì hơi khó đánh giá, nhưng mà tuyệt chủng ngoài tự nhiên thì rất khó đánh giá. À, thực dụng về phương diện sinh thái học, đây là những cái vấn đề thực dụng về phương diện sinh thái học. Ta ví dụ hồ vẫn còn, nhưng mà khi nói đến về nhà sinh thái thì người ta nói là hồ đã tuyệt chủng, thì đó là nó đã tuyệt chủng về phương diện sinh thái học, nghĩa là số lượng loài của nó còn rất là ít. Và nó không còn cái vai trò, không còn ý nghĩa gì trong quần xã, giống như mớm bạn nào đó chờ về gọi chuỗi thức ăn, lưới thức ăn rồi đó, nhưng có nó ảnh hưởng gì hết. Đấy, như là hổ cũng như nó chỉ có số lượng nó cũng có công, đấy, nó có ăn một vài con mồi thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái quần xã chúng ta, lượng ít đến nỗi mình không còn ý nghĩa, hay người gọi nó sống nó như chết rồi, cũng có vai trò, không có vai trò, thì những loại như vậy người ta xếp vào dạng là tuyệt chủng về phương diện sinh thái học, tuyệt chủng về phương diện sinh thái học, không còn vai trò, còn số lượng rất là ít. Đấy, đó là những cái khái niệm như vậy, là một số loài thì các em sẽ có số vị trên. Về các nguyên nhân mà gây tuyệt chủng cho các loài thì đã biết là trước đây thì
kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên. Đấy. Hôm qua giờ ta chưa nhắc lại thuật ngữ tiến hóa ha, ít hơn. Nhưng bây giờ được chủng là nguyên nhân là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên. Quá trình sinh diệt, loài này tiến hóa mất đi thì cái loài kia nó sẽ bị tiêu diệt. Thì trong đó có các cái yếu tố biến đổi tự nhiên, ví dụ như tuyệt chủng thì nó có năm cái cuộc tuyệt chủng lớn ở trên thế giới, là năm cuộc tuyệt chủng lớn mà đấy qua các cái thời kỳ địa chất thì đó tự nhiên đó là do quá trình là biến đổi khí hậu, quá trình biến đổi cái địa hình của thời chất, quá trình vân vân thì đó. Tuyệt diệt đi khoảng một 90 ấy, một số lượng lượng lớn loài như vậy thì cái đó là nó giống như là động đất, nó giống như là các cái thiên tai, chuyển biến khí hậu. Đấy. Ngày nay thì do con người chúng ta làm biến đổi khí hậu, còn ngày trước thì trái đất nó chưa hình thành thì nó cứ do quá trình một nguyên nhân, nó cũng là một nguyên nhân mà nó cũng khí hậu nó bất thường đấy, khí hậu bất thường khô hạn hơn băng hà, ngày nay con người chúng ta phải làm nóng lên. Hiện tại thì do con người gây đến tuyệt chủng cho các em. Và năm cái lần tuyệt chủng hàng loạt thì hôm trước thì bạn đã giới thiệu đúng không? Cái này có trong cái sự seminar của cái nhóm nào đó thôi, thầy bỏ qua cái này ha, thầy không nhắc lại thì các em chú ý nhắc lại chiếu lần năm cái. Cái tuyệt chủng ở đây nó có cái tuyệt chủng ở cái Ordovis muộn, có Devonia muộn, có Spets ở kỷ Kesmi, ở kỷ phân trắc và đầu kỷ thứ ba. Thì ta ước tính như vậy là một số cái sự tuyệt chủng ở trước đây nguyên nhân. Phần lớn các cái loài ví dụ như tuyệt chủng đầu tiên ở Ordovis thì nó mất đi phần lớn các loài trong đại dương. Tiếp theo thì có khoảng 60 phân loài. Đấy, đợt thứ nhất thì có 60%. Đợt hai nó nặng hơn xíu thì diệt hết còn 30%. Tiêu diệt khoảng 20%. Nhưng mà sự tuyệt chủng ngày nay mà xem như là một cái tuyệt chủng của cái cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu, thầy đưa ra năm đi, năm cái trước để ta hình để ta đứng trước, ta phải phân tích những nguyên nhân là đứng trước cái nguy cơ của cuộc đại tuyệt chủng lần thứ sáu ha, lần thứ sáu. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của người chiếm đến 99% tại cuộc tuyệt chủng thứ sáu. Đấy, và người ta nói tuyệt chủng hàng loạt ngày nay mở rộng phân bố của loài người tốc độ là đến tới 100.000 lần so với quá khứ. Tốc độ nó diệt đi đấy, diệt đi 10 đến 10.000 lần so với quá khứ, không thèm thêm sự hình thành loài mới không. Các vùng phân bố ở các cái eo địa lý hẹp này là các cái nguy cơ tuyệt chủng cao này. Nguy cơ tuyệt chủng của một số loài thì nó nằm cao ở chỗ là các vùng mà phân bố địa lý hẹp thì nó nhỏ, hẹp thì nó dễ 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 tiêu diệt rồi. Nó tồn tại trong một vài địa điểm hẹp, một khu vực địa lý hẹp thì nó dễ bị bắt, nó dễ bị ấy, có tác động dễ bị bệnh tật đó là nó. Như là các loài chim sống ở trên đảo, các loài cá sống ở một khu vực ao hồ nào đó, các loài thực vật chỉ thấy ở ở một ngọn núi, vân vân. Thì đây là những cái loài nguy cơ tuyệt chủng cao. Các loài chỉ có một
hay vài quần thể. Tôi quay lại quần thể chồn rồi hồi nãy á, quần thể chồn cuối cùng đó, nó bị tuyệt chủng á. Thế thì các em hình dung là bởi vì nó có ít quần thể, nó còn có một quần thể à, cho nên bệnh nó tiêu diệt. Diệt chủng do sự bùng nổ dịch bệnh hay một tác nhân nào đó thì nó sẽ bị loại bỏ. Các cái loài có kích thước quần thể nhỏ. Đấy, các cái loài có kích thước quần thể nhỏ. Quần thể nhỏ thì cũng dễ bị tuyệt chủng. Đấy, phân tích cái này chúng cần phân tích thêm đúng không? Nguyên nhân cái này thì ta hiểu trong cái phần tiến hóa rồi, đâu cần phân tích thêm chi. Các loài có quần thể đang bị suy giảm về số lượng. Đấy, thì cũng dễ bị tuyệt chủng. Các loài có mật độ quần thể nhỏ. Mật độ quần thể nhỏ thì cũng bị rất là dễ bị tuyệt chủng. Vài cá thể trên một đơn vị diện tích lớn như con Panthera, con hổ này này, Panthera tigris này này, con hổ này này, thủy tùng này, thủy tùng nó tìm lâu lâu mới thấy thủy tùng, Cephalotosus oliveri. Nhưng con này thì nó sẽ dễ nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Các loài cần có một khu cư trú rộng lớn. Nó cần nó sống bầy đàn. Nó cần khu vực rộng lớn để đi săn mồi, để đi ăn, để kiếm ăn rồi. Đấy, rồi. Nhưng mà khi khu cư trú bị chia cắt, bị phá hủy thì nó cũng sẽ bị tuyệt chủng. Và nữa là các loài có kích thước cơ thể lớn, như là voi, má mút, như là tê giác, như là thông hai lá dẹt, Tinus camphor, Cramphophyi, đây là những cái loài có nguy cơ tuyệt chủng. Loài có kích thước lớn và các loài không có khả năng di chuyển tốt. Động vật mà không có khả năng di chuyển tốt thì cũng dễ bị tuyệt chủng nhé. Di cư theo mùa, các cái loài nó di cư theo mùa thì nó cũng có khả năng là tuyệt chủng. Chủ yếu nó có là chim là cá hơn, em hình dung một trong mắt xích cái chủ bị phá hủy thì khó khả năng sinh tồn. Ví dụ như con sỉu đầu đỏ mà nó về vườn tràm chim mà nó không có còn cái tràm để nó đậu, không còn cái loại cỏ để nó ăn thì sẽ chết. Cứ theo mùa, đặc biệt cái trình cá hồi thì các bạn biết rồi, là di cư về rồi đẻ trứng, mà bây giờ người ta làm đập thủy điện vân vân, người ta ngăn cách thì nó không đẻ được thì nó tuyệt chủng, không sinh sản được thì. Và các cái loài với ít cái tính biến dị di truyền. Đấy. Ít biến dị thì nó là tốt, nó không thay đổi, nó sống trong môi trường thích hợp cho đó. Đấy, nhưng mà học tiến hóa biết rồi, điều kiện ngoại cảnh biết rồi, luôn luôn biến đổi. Đấy, khổ đổi là nó luôn luôn biến đổi. Đấy, cho nên khi mà cái biến gì này nó không còn thích hợp thì nó bị loại bỏ, đúng không các em? Ít chứ hẳn là tốt. Đấy. Các loài có đặc trưng sinh học, có đặc trưng sinh học gắn với nơi sống đặc trưng thì cũng nguy hiểm.
nghĩ là đâu đâu không, ví dụ như loại bỏ ăn lông đơn thực chỉ trên một loài chim thôi, rồi con chim nó còn vấn đề gì thì nó cũng đi luôn. Đấy. Đời sống bầy đàn cũng nguy hiểm, các loài có đời sống bầy đàn cũng nguy hiểm, dơi, bò rừng. Dơi như là bò rừng, bò rừng con boss gần tuyệt chủng rồi. À, và nói gì nói nha, một trong những các loài là đối tượng săn bắn hải lượm của con người thì là vào tay con người thì là nguy hiểm nhất. Đó, các em ha. Ví dụ đó con hổ, con báo, con voi. À, cái ví dụ phía dưới là Panax Việt Nam, anh là sâm Việt Nam đó các em. À, đấy, Panthera tigris là con cọp. À, Panthera parus là con báo. Eriphas là cái các loài voi. Còn Panax Việt Nam, anh đây là sâm. À, nói về động vật. À, thì đây là những loài mà người săn bắn, mà voi báo với là cọp thì nó săn bắn nhiều lắm, cho nên nó tuyệt về mặt, nó tuyệt chủng về sinh thái là vậy. Con này nó tuyệt chủng rồi. Sâm ha, dòng sâm em cần những cái thông tin, những cái nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học này. Thì ngoài cái nguyên nhân tự nhiên ra là có nguyên nhân của con người nữa em. Một trong những nguyên nhân của tự nhiên ra thì nó có nguyên nhân của con người. Có nguyên nhân của con người và một số cái nguyên nhân khác, thì đó là ta đề cập đến. Và qua cái test cái ta nêu như vậy thì cả em thấy là ở cột một cái mức độ mà ta đã báo động nghiêm trọng. Và về cái nào đó thì ta cũng phải thay đổi các cái hành vi. Trước cái thực tế, trước cái thực tại suy giảm đa dạng sinh học một cách trầm trọng. Và cụ thể trong một cái số nguyên nhân nổi bật đó là do con người chúng ta tác động, do con người. Và một trong những cái hậu quả nghiêm trọng đang 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 diễn ra cần quan tâm, và chúng ta cần quan tâm, cần có nghiên cứu, cần có cái sự khắc phục ngay, đó là sự suy giảm của rừng nhiệt đới. Đó là sự bị phá hủy tàn phá nghiêm trọng của các rặng san hô, đó là sự mất dần đi các cái vùng đất ngập nước, những cái khu Ramsar quan trọng do biến đổi khí hậu nóng lên, nó sông kiếm bây giờ ngập nước thì phải có bãi bồi, bây giờ nó thành nước hết, thành sông thì không không trước nguy cơ như vậy. Ngoài ra kéo theo những nguyên nhân khác mà cũng như thường hay thấy phổ biến, đó là sự xâm nhập của các cái sinh vật ngoại lai. Thì đó là thầy giới thiệu tóm tắt để cho các em nắm rõ, để chúng ta nắm rõ các cái thông tin liên quan đến suy giảm và dừng lại ở đây thì chia sẻ xíu. Có các em có chia sẻ được cái thảo luận ha, đến giờ các nhóm thảo luận bằng chia sẻ thông tin bằng cái gì đó thì tùy cho nhóm, cho cái vấn đề suy giảm đa dạng sinh học có cần bổ sung thêm vấn đề gì, nguyên nhân cho ví dụ minh họa gì không. Và trước khi để vào thảo luận như thôi, để có thể là buổi sau cùng đi, buổi sau cùng thì nói chuyện luôn đi, để có hôm nào đó để có thể tiếng rồi thực nói chuyện cùng với em một buổi các vấn đề đấy đi. Còn bây giờ thì bây giờ thì nó là như thế này.
Nhóm 1 là nhóm 1 Võ Thị Mỹ Linh, có ý kiến gì không em? Nhóm 1 Võ Thị Mỹ Linh có không? Nhóm 2 à, Quý Bách. Trương Thị Yến Nhi à, Châu Thị Ngọc Duyên à. Dạ em không có ý kiến gì à thầy ơi. Cảm ơn. Có câu hỏi gì không chưa ơi? Vậy một trong các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Dạ không ạ thầy. Nhóm 3. Nhóm 3 Thảo Nguyên. Hương Trâm. Dạ em không có ý kiến gì hết thầy ơi. Hương Trâm có câu hỏi gì không? Dạ không ạ. Có vấn đề gì chưa rõ Dạ à? Nếu mà thi với thầy ra đề mà kêu anh chị hãy trình bày cái nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học thì có làm được không, viết được 5 trang không? dạ em nghĩ nếu mà cố gắng thì chắc cũng được sương sương. À rồi, cảm ơn Hương, như vậy là hiểu, từ đi như vậy là tốt. Lê Thị Thùy Duyên à, Đỗ Thị Trang à, Dạ con không có ý kiến gì thầy. có hiểu được cái vấn đề không, nắm bắt được vấn đề Dạ có. không? Cảm ơn Thùy Trang. Thị Tiết Anh. Dạ em có ý kiến ạ. Có hiểu được vấn đề không Tiết Anh? Dạ có thầy. Rồi, cảm ơn Tiết Anh. Rồi, cảm ơn các em. Thôi chúng ta nghỉ giải lao một xíu ha, nghỉ giải lao một xíu xong 9 giờ nó vào để nhóm cái nhóm